Cô chú hôm nay đi tắm câu chú ơi. Nhìn con trùng nè. Nó tiếp tục thử nghiệm trên sừng dương thôi, cắm cắm thử mười mấy cần thấy không rồi. Này không biết phải là trùng hổ nữa mà nó ú nung rồi cô chú. Trùng nó ú kìa. Nè. Không phải trùng hổ đâu. Nè, dài vậy nè. Ú nung rồi. Rồi, móc luôn. Bữa nay cắm câu một bữa. Bữa nay thử nghiệm được mà luôn câu luôn. 11 cần. 11 cần thôi. Cắm dưa xuống sông cắm tiếp tục. Còn thấy ghê không? Thấy ghê không? Đó, trùng nó bò này mà một câu này kiếm bảy chừng dài con cá chê thôi, 11 cần kiếm 2-3-4 con là ngon rồi mọi người. Nhìn kỹ của chú nó bọng nước rồi đang phân luôn rồi đang mập một u vậy luôn rồi. Như vậy mọi người theo chút nó đi thăm này, đi cắm này, đi thăm này rồi quay sau nha. Rồi đi cắm cầu dưới mé sông này, lấy cây đẩy người ra ngoài kia kìa. Đó, để kia cái bọc đó nghe. Rồi được rồi, đó cầm lại đi. Rồi ra xong đó có chút đơn giản một cần. Tiếp tục cần thứ hai chắc lên phải lội lông tiêu cắm cỡ cắm xuống luôn. Trời ơi đó, nghe cái ở cái trong này đi. Rồi, mọi người đi thăm câu luôn rồi. Con ếch đó. Gì con ếch bự vậy? Ừ, ếch đó. Ếch chìm như đây à. Sao không nhiều sông lớn vậy? Nhanh mà. Ẩm chút ếch. Ủa, cái này là sao vậy ta? Con câu này sao nó căng thẳng quá mà không biết dính, không dính quá. Rồi, xong. Mà cắm ếch đây đi nhìn kìa. Ui, ếch chút ếch. Cũng dọn, cũng gọi là hàng khủng rồi nhưng mà nó còn hơi nhỏ. Nó từ phóng ra xong rồi bự biết bự luôn mà sao ếch nhiều quá phóng đùng đùng vậy mà. Rồi đang tiếp tục cần này không dính này đâu cần nào nè nhặt từ dưới đây nè. Ủa ướt vậy ta dính không hồi nãy? Ê, có ê bỏ thùng quá mới thùng quá mới bỏ dưới rồi. Phước mày phước ta không thấy gần câu. Sao có đụng cá không? Đây. Đang ngồi chuyện nó sấy cái tiêu đi. Trời ơi, như cái bọc không vậy? Ngồi. Gì? Yeah. Ngồi. Ôi. Có sao không? Sao tôi thấy là nó siêu té ra thấy là má cái chê bự. Ồ, cái chê bự quá rồi. Vì sao có gì đâu đặn. Nó quấn vô cái bọc luôn rồi. Té cái găm cái rồi. Có sao không? Không. Sình không sao chạy. Thì lắc cái lại đi, xuống thăm móc đó đi. Cần cái dính hai rồi này. Ôi, cái chê chi bự quá ta. Đó mấy thằng câu ngủ đã vậy thì nó lọt xuống dưới luôn á. Rồi tiếp tục nữa luôn. Chà ta ca quá. Ôi, dính rồi. Dính rồi. Dính dưới ấy. Dạ lên, đừng giặt á. Hai con. Sướng. Còn cần này nữa phải không? Để vô nhà gỡ đi. À, hai con nè. Hai con. Có
Ủa, này không có hết kìa. À, anh còn nhóc hết luôn. Nhóc hết đây luôn nè. Hết chị không đó. Đây con nè. Nó thăm gọi rồi. Ủa mày chụp nó vậy đâu coi. Ủa chụp nó phóng lên nè. Ừ. Con này cũng có tắt ít ít tơ phải không? Ít tơ. Vậy không đó. Ừ. Con hồi nãy coi gì nè. Cũng muốn quay rồi không nổi. Cành 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 cành. Cái giật là thành thổ nha. Ủa chứ dính trong cái lúa vậy? Không có dính ngoài, cầm cọc mé gì không à. Rồi thăm một giác đầu tiên được hai con rồi. Hai con móc mồi lại. Móc mồi lại nha Dương. Móc mồi lại cắm hàng câu rồi đi. Con cái dê cầm nữa ha, nó chê bự quá nè. Chê nó u u quay luôn chừng có trứng. Quá bự con này hơi nhỏ. Để cho đem vô cho rộng. Phát hiện con ếch. Đó. Luôn mắt nó đi. Nguyễn mình luôn. Này chụp không được đâu, chụp nó bay xuống người. Nhỏ con cái đó còn mồi không lỡ nhắc nó chứ. Thử rồi. Rồi, nhấp một hết. Một cá táp mình bạn. Cho nó nuốt, lấy nuốt hai giật. Dính nết luôn rồi. Đơn giản không cô chú, cần cắm câu nè, mình móc con ếch vô nhấp cái là quất liền à. Ếch cặp mấy xong nhóc ếch một ếch cái này là rồi nãy thằng chú ngày mở sớm nó chụp dính con cái này nữa. Cắm luôn đấy, cắm đấy em cua đông kìa. Rồi nhấp quất liền chưa, hồi nãy con nhấp trùng không quất, mấy mẹ nó khoái ốc cái gì á. Con nhấp con trùng thì nó không quất. Ớt thằng con trọng chứ đâu con nhỏ đâu. Rồi, cuối tiếp đi. Cuối tiếp. Bắn cụ động anh. Tiếp tục cho con ớt luôn rồi. Mày đi sát bên nó chạy dãy nó gần nó. Bự bằng ớt đó không? Nhỏ. Rồi xong rồi. Sao? Không có chụm không? Cầm ếch này luôn nè, ếch này cũng khủng nè. Để xíu cũng chết đi. Nó người không quả. Hai cái chê với con ếch này thấy nó lúc cái đầu lên lấy câu cắm đập con ốc ra móc vô nhấp quất liền. sướng. Gì quả ok. Rồi mình chút nó đi thăm tiếp không rồi. Mọi người đi thăm câu mà trời mưa quá trời luôn. Nãy thăm rồi dính được hai cái chê với con ếch này, giờ đi thăm quận này ngập lúc rồi. Đấy, không phải vậy. Để nó dính mà không dính mọi người. Kìa. Con câu nằm lúc dưới đó. Hết mồi luôn. Bộ câu cô chú ơi. Quá trời mưa luôn. Mưa nãy giờ thăm rồi là được rồi, vừa xong đó. Mưa tới giờ luôn. Trời mưa quá trời luôn mọi người. Tại bây giờ mình thăm trời mưa không có dính con nào hết trơn. Không, bây giờ video cũng dài, mình xin tạm dừng tại đây mọi người. Mọi người thấy thích cho mình xin một like, một đăng ký, một bình luận nha. Hôm nay mình cắm thử chỉ có 11 cần thôi. 11 cần mà dính được hai con với con ếch. Với sảy hết mấy cần mọi người.